2023 là năm đại thành công của bóng truyền nữ Việt Nam khi các cô gái của chúng ta liên tục lập được những chiến tích lịch sử, khẳng định vị thế ở cấp độ châu lục. Vào ngày 16 tháng 1, Gala trao giải cúp chiến thắng 2023, nơi vinh danh các cá nhân, tập thể nổi bật, có đóng góp to lớn cho thể thao Việt Nam đã chính thức được diễn ra ở Hà Nội. Tại đây, bóng truyền nữ Việt Nam đã xuất sắc được xướng tên ở ba hạng mục danh giá hoàn toàn chiếm sóng lễ trao giải của giải thưởng danh giá này. Chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã xuất sắc giành giải thưởng nữ vận động viên của năm, vượt qua hai đối thủ rất đặng ký, Nguyễn Thị Oanh, Điền Kinh và Nguyễn Thùy Linh, Cầu Lông. Năm 2023 là khoảng thời gian đặc biệt thành công của Thanh Thúy. Tay đập quê Bình Dương không chỉ gặt hái nhiều thành tích đáng nhớ cùng đội tuyển quốc gia, 4T còn thi đấu rất thăng hoa trong màu áo câu lạc bộ PFU Bluecast tại giải vô địch Nhật Bản, nằm trong top đầu nhiều chỉ số cá nhân tại giải đấu ở hạng mục huấn luyện viên của năm, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã có vinh dự được nhận giải thưởng này, xếp trên hai cái tên, Trần Thị Vui, Cầu Mây và Nguyễn Hoàng Ngân, Karate. Dưới sự dẫn dắt của ông Nguyễn Tuấn Kiệt, bóng truyền Việt Nam đã liên tục là mưa làm gió ở các giải đấu tham dự. Trước vô địch AVC Challenge Cup, hai lần làm nên lịch sử với việc lọt vào top 4 giải vô địch châu Á cũng như ASIAD 19 đã chứng minh tài thao lực của vị thuyền trưởng sinh năm 1976 này đội tuyển bóng truyền nữ của chúng ta cũng thâu tóm hạng mục đội tuyển của năm. Dẫu vậy, đây là kết quả khá bất ngờ khi Thanh Thúy và các đồng đội vượt mặt được đội tuyển bóng đá nữ tập thể có lần đầu tiên xuất hiện ở một kỳ World Cup bóng đá nữ, đồng thời là lần thứ hai quốc ca Việt Nam cất lên ở sân chơi World Cup nói chung sau thành tích của U20 Việt Nam năm 2017. Thiếu vắng Thanh Thúy, PFU Lucas chính thức chia tay giấc mơ Playoff. Những diễn biến trong ngày thi đấu 28 tháng 1 đã chính thức khép lại cơ hội lọt vào vòng chung kết của PF Uplukas tại giải bóng truyền vô địch quốc gia Nhật Bản. Ngày thi đấu 28 tháng 1 khép lại đã xác định số phận của PF Uplukas tại mùa giải V-League 2023-2024. Mèo xanh đã chính thức trụ hạng nhưng cơ hội để lọt vào vòng đấu chung kết, playoff, cũng không còn. Sau trận thua Red Rockets, PF Uplukas dậm chân ở vị trí thứ 10. Trong khi đội bóng đứng thứ 6 là Denso vòng bảng V-League, mỗi đội thi đấu 22 trận như vậy, PFU Bluecast chỉ còn 4 trận đấu. Kể cả thắng hết cả 4 trận này, PFU Bluecast cũng không đuổi kịp thành tích của đội bóng đứng hạng 6. Như vậy, mục tiêu góp mặt tại Playoff mùa này đã chính thức không đạt được với Mèo Xanh. Theo thể thức thi đấu tại giải bóng truyền vô địch quốc gia Nhật Bản, 6 đội đứng đầu sẽ vào vòng Playoff, đội xếp hạng 3 và 4 gặp nhau. Đội thắng sẽ đụng độ đội hạng 2 tại bán kết trong khi đội hạng 5 và 6 sẽ đối đầu tìm ra đội thắng chạm trán đội hạng 1 tại trận bán kết còn lại. Đối với PF Ublucas vẫn còn 4 trận đấu tại vòng bảng gặp Mavluf, Kurobi Aqua Ferris, Denso Eribis và Aranbe Yamagata. Đây là những trận đấu chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, qua đó khép lại một mùa giải không thành công của mèo xanh. Có rất nhiều nguyên nhân để lý giải thất bại của PF Blue Khách quan là tình trạng chấn thương liên tiếp của các trụ cột, trong đó có Thanh Thúy, Trận động đất đầu năm 2024 cũng ảnh hưởng lớn tới tâm lý của các vận động viên, trong khi yếu tố chủ quan vẫn phải kể đến khả năng cầm quân của ban huấn luyện, cùng với đó là các nội binh chưa thực sự để lại nhiều dấu ấn. Sau khi kết thúc V-League 2023-2024 vào cuối tháng 2, Thanh Thúy và PF U-Lucas vẫn còn một giải đấu là V-Cup. Đây cũng là giải đấu cuối cùng đánh dấu việc 4T kết thúc hợp đồng với Mèo Xanh sau 3 năm gắn bó. Hợp đồng của Trần Thị Thanh Thúy và PFU Bluecast sẽ đáo hạn vào tháng 4 năm 2024. Đại diện đơn vị chủ quản Đài Truyền hình Việt Nam Bình Điền Long An cũng đã xác nhận cầu thủ này sẽ không tái ký hợp đồng với câu lạc bộ Nhật Bản và nhiều khả năng trở lại Việt Nam thi đấu. Tuy nhiên, với những diễn biến vào những ngày qua, người hâm mộ nhiều khả năng sẽ được thấy Thanh Thúy tiếp tục xải cánh bay cao ở sân chơi quốc tế trong tương lai không xa. Theo thông tin ghi nhận, một nhà tuyển trạch cầu thủ bóng truyền ở Thổ Nhĩ Kỳ đang để mắt đến tay đập gốc Bình Dương và mong muốn giới thiệu cô đến thi đấu tại giải vô địch quốc gia nước này. Vị này được cho là đã liên hệ với một chuyên gia nổi tiếng của Việt Nam để kết nối với lãnh đạo câu lạc bộ đài truyền hình Việt Nam Bình Điền Long An. Được biết, hai bên đã có những trao đổi ban đầu về vấn đề chuyển nhượng của cầu thủ Trần Thị Thanh Thúy. Nếu thương vụ này thành công, 4T sẽ trở thành cầu thủ bóng truyền Việt Nam đầu tiên trong lịch sử thi đấu tại châu Âu. Đặc biệt, Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang là đội tuyển bóng truyền nữ số 1 thế giới với những thành tích ấn tượng trong mùa giải vừa qua. Các tuyển thủ nữ của họ vô địch giải châu Âu và Volleyball Nations League 2023, đồng thời bất bại tại vòng loại Olympic Paris 2024. Trong khi đó, các câu lạc bộ nữ đang thi đấu trong nước cũng tỏ ra vượt trội so với phần còn lại của thế giới. Tại giải vô địch các câu lạc bộ nữ thế giới 2023, hai đại diện vào chung kết đều đến từ Thổ Nhĩ Kỳ là Vakip Bank và Ekzaysi Basi cơ hội được cọ sát và tích lũy kinh nghiệm tại môi trường bóng truyền đẳng cấp đang hiện hữu trước mắt Thanh Thúy. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng đài truyền hình Việt Nam Bình Điền Long An vẫn còn nhiều việc phải làm trong quá trình xúc tiến thương vụ đỉnh ám này. Khúc mắc lớn nhất đến từ việc nhà tuyển trạch chưa tiết lộ thông tin về câu lạc bộ muốn chiêu mộ Thanh Thúy, do đó ban lãnh đạo chưa thể đi đến những thỏa thuận tiếp theo.